Piers Morgan tiếc nuối vì Arsenal không chiêu mộ Ronaldo. Piers Morgan chỉ ra điểm yếu chính của Arsenal là vị trí tiền đạo và khẳng định Cristiano Ronaldo có thể ghi 25 bàn mỗi mùa trở lên cho đội bóng thành London. Arsenal đã sẩy chân trong cuộc đua vô địch Premier League cuối tuần qua khi để thua Aston Villa với tỷ số 0-2. Trận thua này khiến Arsenal dậm chân ở vị trí số 2, kém đội đầu bảng Man City 2 điểm. Người dẫn chương trình nổi tiếng Piers Morgan đã chia sẻ trên X rằng Arsenal một lần nữa gây thất vọng. Một người hâm mộ nói rằng, bảo Ronaldo của ông đến giúp đi. Sau đó, Piers Morgan trả lời bình luận này, tôi nghĩ Cristiano sẽ ghi 25 bàn thắng mỗi mùa cho đội của chúng ta với sự phục vụ mà anh ấy nhận được. Việc Arteta từ chối ưu tiên chiêu mộ một tiền đạo hàng đầu là điểm mù chính của ông ấy. Ở mùa giải năm nay, hàng công của Arsenal vẫn gây ấn tượng dù không có một tiền đạo cắm xuất sắc. Pháo thủ đã ghi được 75 bàn ở Premier League, đứng thứ 2 chỉ sau thành tích ghi bàn của Man City. Cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Arsenal mùa này là Bukayo Saka. Ngôi sao người Anh đã ghi 13 bàn ở Premier League và tổng cộng 19 bàn trên mọi đấu trường. Người xếp sau là cầu thủ dự bị Leandro Trossard với 15 bàn trên mọi đấu trường. Ở vị trí tiền đạo cắm, Kai Havertz có được 11 bàn còn Gabriel Jesus có 9 bàn trên mọi đấu trường. Một tiền đạo khác trong đội là Eddie Nketiah mới có được 6 bàn thắng. Nếu có thêm một tiền đạo dứt điểm tốt thì Arsenal sẽ cải thiện được sức mạnh một cách đáng kể.